Khả năng ô tô giá rẻ Hải Phòng xin kính chào tất cả quý bà con các anh chị cùng toàn thể mọi người. Anh em hỏi Vios đúng không ạ? Vios nhà em thì luôn luôn có. Đấy, những mẫu xe mà hôm nọ em quay thì bây giờ đã bán hết rồi. Và hôm nay là những mẫu xe mới về và mới tinh trong ngày cho phục vụ cho bà con các anh chị nào muốn quan tâm. 2 4 5 chiếc các bác nhé. Và em vẫn còn đang có khoảng tầm 7 8 chiếc nữa em đang dọn sơn, rồi tỉa sơn. À, biển Thái Bình rồi cũng còn một chiếc màu trắng em đang tỉa sơ ban poly đấy, em chưa xếp ở đây hết được, và trong kia vẫn còn 1 2 3 chiếc nữa. Chưa quay đây hết được. Hiện tại thì đang có 5 chiếc thì em nên sóng báo giá cho bà con 5 chiếc. Giá từ hơn 200 tí rồi đến 190-200 nhỉ, đúng không? Đến 300-350-360 tùy theo xe anh em. Tiền nào của đấy bà con cứ phải đến xem xe và lựa các bác nhé. À, trong đây thì có một chiếc duy nhất thì nó là VSG phiên bản số tự động. Đây, biển Hải Phòng đây. Là chiếc VSG đời 2009 em bán 305 triệu. Đấy, còn bớt cho bà con các anh chị nào muốn quan tâm. Và đây là một mẫu xe mới về trong ngày hôm nay. Biển 17A23925. Chiếc này thì nó là phiên bản số sàn, bản thiếu đời 2015. Bản G 1.3. Nhưng mà độ full rất nhiều đồ anh em nhé, độ rất nhiều đồ luôn. Người ta dát vàng đằng trước thì em chẳng muốn bóc ra. Bóc ra làm lại sơn cũng được, nhưng mà em thích thích để cho nó cải tiến cho nó đẹp. Nhìn trông cũng khá là bắt mắt. À, đây là chiếc Vios đời 2015, em khả năng bán mức giá là 286 triệu. Tất nhiên còn bớt cho bà con các anh chị nào muốn quan tâm. Động cơ 1.3 thì dòng này bây giờ nó đang đắt. Ngày xưa thì anh em chỉ bán có 27, 26, lúc phải bán 265 thôi. Nhưng mà đùng một phát giờ xe nó hiếm quá, nó lên giá mà em mua cao lắm, nên là em bán cao lên một chút. Anh em nào mua được mà đúng chân thì anh em có thể mua trong thời điểm này. Và hiện tại giá xăng rất là cao mà xe cạn lại nên giá, không hiểu kiểu gì. Và cái nhu cầu của anh em mình sau dịch rất là tốt. Nhiều anh em chạy dịch vụ kiếm tiền, nhiều anh em thì lại đi gia đình. Nên là bà con có anh chị nào lựa, nó cân đối, hợp lý thì anh em mua. Không hợp lý thì anh em chờ nào nó rẻ hơn anh em mua là chuyện bình thường. Nhưng mà xe đẹp thì anh em nên mua sớm một tí. Hoặc là xe thì sớm ngày nào hay ngày đấy anh em ạ. Nó là cái phương tiện sử dụng mà. Chúng ta không có, anh em thử không dùng điện thoại một hôm cho nên nó có cảm thấy khó chịu không ạ? Đấy, một chiếc xe mà đầy đủ option như này. Từ sơn si đến máy gầm cũng như là phần màn hình cam nùi. Đấy, không thiếu một cái gì cả, kể cả cam hành trình luôn. Không thiếu cái gì luôn thì anh em thấy nó vào nhiều đồ chưa? Từ nhá, nó đang đúc này, sơn si này, nội thất hai màu này, ghế bọc da này. Đấy, chân nỉ nguyên bản bọc ni lông này. Cam hành trình, cam nùi, màn hình đẹp này. 10 triệu cái bộ này anh em nhé. Màn hình cam nùi với cam hành trình này là 10 triệu đấy nhé. Không phải ít đâu. Đấy, trong khi đó option nó rất là nhiều mà nó không đâm, quan trọng nó không đâm đụng va chạm gì, mà với cái mức giá nó chấp nhận được với mức giá là 208. Bà con có anh chị ơi, em còn bớt cho bà con mà. Nên bà con cứ lựa cân đối đến xem xe, kiểu gì cũng mua được xe. Đấy thì bọn em làm sao mà có lãi, các bác giả giá nó hợp lý là bọn em bán các bác. Đây, cửa rả bên trong này còn dán hết chống ồn rồi. Dán chống ồn rồi sao ấy, rất là chắc chắn. Đây, nhìn này. Quá ngon luôn, nội thất sạch sẽ đẹp đẽ từ trong ra ngoài. Đấy, sơn si đồng trong không phải làm gì cả, keo chỉ cánh cửa nguyên zin. Không mất phần nào luôn, sạch sẽ. Trần này, phào trần đẹp. Nói chung là về chỉ việc đổ xăng thôi. Mà xăng cái động cơ 1.3 xăng nó thật mà con có ba anh chị là nó quá tiết kiệm với cửa tiền này. À, trước này biển 17 nhưng nó gốc Hà Nội nha anh em nhé. Anh em người Hà Nội hoặc người Sài Gòn có thể vào tên chính chủ, không ngại gì vấn đề gì cả. Biển Thái Bình anh em thích vào thì biển nào cũng được, hoặc anh em giữ biển cũng được. Tên tư nhân chính chủ, khả năng ô tô mua đã mua chính chủ và có chủ mà đầy đủ anh em nhé. Anh em yên tâm. Đây, nội thất nó cũng rất là đẹp và xuất sắc này. Đấy, đây. Tay cửa, tay cung anh em nó pha cách, anh em nó sơn màu đen nhìn trông nó cũng khá là đẹp. Keo chỉ zin này. Đấy, máy móc dòng này đi sướng lắm, 1.3 thôi nhưng mà nó ngon hơn cả con Rio nhá anh em nhá. Dòng này nó ngon hơn Rio nhiều, Rio không ngon bằng nó đâu. Nó cái được cái nó hơn cái nó có thêm hai cái túi khí này. Kia Rio nó cũng có túi khí nhưng mà để mà đẹp bằng con này thì mấy các bà con, các anh chị là Kia Rio thì nó chưa đủ trình. Máy nó không bao giờ bền bằng dòng Vios. Rio thì cũng cửa tiền 2015 nó chỉ tầm 27-28 thôi. 27-28 là vừa tầm miếng rồi, nhưng mà em nghĩ là nên lấy Vios G hơn. Máy nó ngon hơn, nó bền hơn so với dòng Kia Rio các bạn. Đây, cam nùi đây anh em, nét căng rồi. Màn hình cam nùi nét hết, không thiếu gì cả. Đấy, anh em hỏi dịch vụ chưa thì trả lời thẳng thắn với anh em luôn là giấu làm gì đâu. Con này xe 1.3 thì chắc chắn là dịch vụ rồi. Nhưng mà cái cửa tiền nó hợp lý thì anh em vẫn mua được các bác nhé. Đấy, với giá tiền nó em để như này nó quá rẻ mà quá hợp lý với giá tiền chúng ta đang mong đợi. Nó tầm 280 quay đầu anh em. Còn bớt còn giảm cho bà con, có anh chị nào muốn quan tâm đến mẫu xe này, anh em cứ đến gặp gỡ Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789 nhé. Em thì rất là nhiều xe nên là bà con cứ đến xem xe, kiểu gì cũng mua được. Không mua chiếc này anh em mua chiếc khác. Nếu anh em lấy số tự động thì đây là một mẫu xe đời 2009 về dạy lái này, hoặc là anh em là về đi cho nhà này. Zin hết nhé, mặt máy còn zin luôn, con này zin đét đẹp luôn. Đời 2009 phiên bản số tự động, động cơ 1.5. Nó là cái form cũ dưới form nhưng mà nó rất là xuất sắc vì nó zin. Độ zin của nó là gần như tuyệt đối. Đời 2009 mà em bán 305 triệu đồng anh em nhé. Dòng Vios nó không hề rẻ. Vì anh em trường lái toàn săn cái hàng này về dạy lái thôi.
Chính vì thế nên đợt này chỉ có ít xe gia đình như này thôi, mua được thì rất là cao. Vì người ta vào giả giá rất cao rồi mà không giả cao hơn thì không bao giờ mua được. Đây nội thất còn nguyên hết, zin từ đầu đến chân. Nội thất ghế ra là nguyên zin theo xe từ đầu nhé các bác nhé. Trần nỉ này, vô lăng củ số này, phím bấm vô lăng tích hợp các bác nhìn này. Số tự động rích rắc này. Máy tiết kiệm nhiên liệu với động cơ 1.5 xăng tầm khoảng 7 lít trên 100 km, số tự động. Nếu đi đường trường thì nó thể tầm 5 lít rưỡi thôi. Tiết kiệm tuyệt đối luôn. Đây keo chỉ zin này. Anh em nhìn này, rất là đẹp, xuất sắc luôn. Đây tay cửa, tay cùng nỉ nung thứ nguyên hết. Giá tiền nó quá là ok với cửa tiền mà 305 triệu còn bớt cho bà con. Lọc lá cho bà con vài triệu anh em đi lại và bao hồ sơ nữa nên anh em cứ an tâm. Đây, keo chỉ đây. Zin hết. Đấy, check hãng thoải mái nhá các bác nhé. Chiếc này như đi đâu đâu đó là hơn 11 vạn hay sao, hay 9 10 vạn gì đấy. Máy số zin từ mặt dàn cò zin đi cơ, chưa hạ luôn. Đấy. Anh em nhìn thấy không? Form dáng như này mà giá tiền thì em thấy rất hợp lý quá với mức giá là 2 305 triệu. Và đây tiếp theo là một mẫu xe đời 2016 phiên bản số sàn động cơ 1.3. Nó lên máy trắng rồi, form mới, máy trắng của cái dòng này. Và em đang bán chào bán mức giá là 298 triệu để cho bà con chặn 290 thôi. Bà con alo ngay cho Khả Năng Ô Tô nhé. Em lên sóng báo giá cho bà con chiếc Vios vàng cát đời 2016 này, phiên bản máy trắng nhé, động cơ 1.3 bản thiếu tô chứ bản đủ nó phải tầm 340-350. Nói chung là tiền nào của đấy anh em cứ đến xem xe. Chiếc này thì không đâm đụng nặng, va chạm gặp nước, xước sát nhẹ nhẹ thôi, chứ còn chiếc này thì cũng qua dịch vụ rồi. Nhưng mà rất là cứng nhá. Máy còn zin các bác nhé. Máy zin hôm nọ thì em thay cả côn rồi, đi côn sướng lắm anh em. Đăng kiểm dài tháng 8 năm 2022 và là có cái biển Hải Phòng tư nhân chính chủ Khả Năng Ô Tô. Anh em nhìn thấy không? Có gương kính chỉnh điện, cụp xe gương, xi nhan gương, gồm với hai cái túi khí hai bên các bác nhé. Nội thất rất là đẹp, sạch sẽ. Máy trắng rồi. Đây, máy trắng đây nha. Nhờ anh em máy trắng 1.5 cũng có và 1.3 cũng có nhé. Nó chính là cái máy của Toyota Yaris nên là chẳng có gì phải ngại cả. Về độ bền của nó thì tuyệt đối rồi. Anh em thật với bà con các anh chị luôn, cái dòng này thì nó bền lành tuyệt đối luôn các bác nhé. Đây này, cái keo zin của nó vẫn còn nguyên đây nhé. Hàng dưới anh em nhìn thấy không? Đấy. Mặt máy thì anh em đã nhấc ra để vệ sinh khoang mặt máy rồi, còn đâu là còn zin hết này. Lòng trong vàng cát xịn đây anh em, keo chỉ này. Đấy, sạch sẽ đẹp đẽ từ đầu đến chân này. Đấy, hai bên này bình ắc quy rất là to đẹp, máy đề nổ lên nổ tích tách 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 tách, nó nổ êm ru luôn mà rất là ngon. Với cửa tiền chúng ta đang đợi. Đấy. Và bên em chào bán mức giá là 298 triệu. Đấy, em để cho bà con 290 thôi bà con. Đấy, bên cạnh đó thì là một mẫu xe mà số tự động đời 2013. Tại sao là 2013 mà không phải form như kia? Đây là hàng thử nghiệm của bên Nhật Bản, người ta làm sản xuất cái lô này là lô đầu tiên. Chính vì nó sự thành công của nó nên là người ta mới được sản xuất ra những cái lô sau như này. Anh em nhìn nó form sau như này. Đấy, form 2014 bắt đầu mới có form đấy. Bắt đầu nó dựa cái form này. Và cái máy trắng thì đến 2016 nó mới dùng đây. Thì những con này là con tinh tú của những năm 2013. Và nó nhập khẩu từ nước ngoài về các bác nhé. Với động cơ 1.5 và cũng được trang bị đầy đủ túi khí các bác nhé. Và cực kỳ ngon luôn. Và nó nốp na răng các thứ là nó sử dụng là na răng 2018 này. Xong rồi còn form dáng thì 2014 trở lên đến 2018. Và máy thì lại từ 2016 đến 2022 bây giờ. Nên là nó gần như được trang bị toàn bộ những cái gì ưu tú nhất. Và đồ đạc phụ tùng của nó thì không khác gì nhé các bác nhé. Không khác gì tất cả những mẫu xe ở đây cả. Và dùng chung nhau được hết. Và cái giá tiền của nó thì cực kỳ ok. Đời 2013 phiên bản số tự động ECVT. Và bên em đang chào bán với hộp số tự động ECVT này với mức giá là 375 triệu đồng. Còn bớt sâu cho bà con và anh chị nào muốn quan tâm, alo trực tiếp cho Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062759. Và một chủ từ mới đăng ký lần đầu 2016 anh em nhé. Đấy, anh em nhìn này. Đây, vân sần cánh của cái tapno của nó nguyên hết nhé. Nội thất em cảm giác cái nội thất của nó như ở trong hãng mới ra, mới cưng luôn. Chưa có đi ra nhau anh em, mới lắm. Nói chung là cái xe này đi được hơn chục vạn thôi mà xe gia đình nó quá nét này. Từ cái ghế ra nó cũng đẹp nhá, đục lỗ này anh em nhìn đâu. Cùng cái củ số này, củ số nó hơi thiên hướng, hơi màu lâu lâu một chút. Em cảm thấy chiếc này nó là hàng độc và hàng đẹp. Nó là hàng chất lượng này, trần nỉ nguyên bản. Những hàng này anh em cảm giác mua những chiếc xe mà máy xe trưng bày chưa. Đấy, cứ hôm nào mà ra mắt ấy, thì người ta dùng những chiếc xe này là làm lễ ra mắt đây này. Nếu hôm đấy nó ra mắt thì chính con này nó được bày bắn ở Bắc Kinh đây các bác ơi. Hôm nay nó bày ở Bắc Kinh như này mà mấy con chân dài người Trung Quốc nó đứng cạnh nha. Đấy, nó đây. Đấy, nó mang về đây nhập khẩu về Việt Nam mình đây với mức giá rất là ưu đãi 370 triệu. Còn bớt cho bà con các anh chị nào muốn quan tâm, bao zin bao check hãng cho bà con. Máy của Toyota, thân vỏ của Toyota, tất cả mọi thứ đều của Toyota các bác nhé. Đây, zin hết. Đó, thương hiệu của Nhật Bản nhập khẩu về Việt Nam đời 2013 và lăn bánh lần đầu 2016 tại Việt Nam và mới đét luôn. Các bác về cam kết cho bà con các anh chị luôn là nếu sai Khả Năng Ô Tô xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về chất lượng chiếc xe này, cực kỳ ngon và đẹp với giá tiền hợp lý 370 thôi bà con. Số tự động nhé, đời 2013 form mới nhá, dòng máy trắng nhá. Đấy, quá ngon luôn.
Đấy, em đã làm video riêng chiếc này rồi, anh em mà cần có thể alo trực tiếp Khả Năng Ô Tô để lấy video chiếc này. Đăng kiểm dài tháng 6 năm 2023 và ra tên chính chủ, anh em là muốn về ra sang tên thì anh em có thể rút hồ sơ thoải mái nhé. Đấy, bên cạnh đó thì em còn mẫu nữa, mẫu mới về hôm qua. Thì hôm nay em lên sóng báo giá luôn cho chung chung vào đây cho bà con các anh chị này, đời 20 Vios đời 2016. Đấy. Phiên bản số sàn, động cơ 1.5, túi khí ABS đầy đủ, tên tư nhân chính chủ, không khoan đục, một chủ từ mới sử dụng, biển Hải Phòng, tên tư nhân 15A32821. Đấy, một chủ sử dụng mà mang nước sơn màu vàng cát các bác nhé. Đây, máy móc thân vỏ của nó thì thật sự với các bác là không thể chê vào đâu được. Với cái lượng tiêu hao nhiên liệu của nó thì gần như là không, vô đối luôn anh em nhìn này. Vô đối nhá, vô đối đây. Với mức tiêu hao nhiên liệu 5,4 lít trên 100 km hỗn hợp ngoài đô thị. Đấy. Quá tiết kiệm nhiên liệu. Với giá tiền mà chúng ta đang mong đợi thì thực sự này. Là không thể chê vào được, đánh vào luôn đi. Ê Đức ơi, đánh một con vào. Đánh một con vào, keo chỉ zin hết này anh em nhìn này. Đấy, máy số zin nhá, keo chỉ zin, zin từ mặt dàn cò zin đi. Nội thất cũng zin. Trừ cái bế ra anh em bọc màu theo anh em yêu thích thôi, còn những cái này anh em dán đề can, anh em không thích có thể bóc ra. Và zin hết từ trong ra ngoài nhá, máy số, keo chỉ, thân vỏ zin. Anh em check hãng thoải mái. Giá thì nó thật bà con các anh chị là đợt này Vios nó đang lên giá lắm, nên là anh em mua dòng Vios này biết thừa, anh em cứ thử hỏi đâu thì hỏi, nó giá cũng cao. Còn nếu ông nào mà mua con xe mà nó qua dịch vụ rồi thì nó rẻ thôi, nó có 300 thôi. Đây này, 290 bán này, đời 2016 luôn. Đấy, nó không thể đẹp bằng con này được. Con này thì nó là xe gia đình không khoan đục các bác nhé. Thì nó cũng là cái dòng xe mà có thể để anh em chạy dịch vụ ở nhà đấy, nhưng mà nó đẹp, nó bền và nó không khoan đục, và nó một chủ sử dụng thì đâm ra nó được âu yếm hơn, nó được dọn dẹp sạch sẽ hơn, thì cái chất lượng xe nó cũng ok hơn. Và anh chủ người ta đi, thứ nhất là anh ấy đi nhẹ nhàng mượt mà hơn, thứ hai là anh ấy đi đỏ, anh không va quẹt vào đâu, nên là con xe nó nét như này. Các bác cứ đến xem xe rồi chủ trải nghiệm thử xem nó biết ngay chất lượng trên chiếc xe bên em nó nói như nào, chỉ có chuẩn thôi, không thể sai được các bác nhé. Trân trọng cảm ơn tất cả quý bà con các anh chị đã luôn quan tâm theo dõi Khả Năng Ô Tô. Anh em nào muốn đăng ký kênh thì anh em bấm nút đăng ký màu đỏ đấy, còn anh em nào muốn theo dõi kênh thì anh em bấm nút bật chuông thông báo lên, và mỗi cái video nào mới về Khả Năng Ô Tô đều có thể lên sóng báo giá cho bà con sớm nhất có thể. Đấy, thì những chiếc xe ở đây em rất là nhiều, thì em có thể lựa chọn những chiếc xe đẹp nhất để cho gửi cho bà con các anh chị luôn. Ở trong đây thì cũng có xe nhà đầu tư, nhưng mà chiếc xe nào mà cứng đẹp thì Khả Năng Ô Tô sẽ cho anh em thợ kiểm tra két hết tất cả mọi chi tiết, nhỏ dù lớn nó hợp lý, còn cái nào nhỏ quá thì thôi. Còn lại này anh em cứ an tâm về chất lượng những chiếc xe Khả Năng Ô Tô đưa ra. Anh em nào mà muốn làm việc trực tiếp với Khả Năng Ô Tô thì có thể alo trực tiếp qua số điện thoại 0326062789. Trân trọng cảm ơn tất cả mọi người. Em sẽ gửi đến mọi người cái video hai chiếc Kia Carnera này ngay sau đây. Trân trọng xin chào, hẹn gặp lại.